Xin chào các cô, các bác, anh, các chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu với các cô, các bác, anh, các chị một sản phẩm được chiết xuất từ con vẹm biển, con vẹm xanh ở biển. Đó chính là sản phẩm bổ khớp của Hàn Quốc. Đó, trên bao bì là các bác, anh, các chị đã thấy hình ảnh của một cái khớp bị nhức, đau, lóng đỏ. Và đây là sản phẩm, đó, nó còn gọi là Joy Glucosamine 2000. Đó, một sản phẩm bán rất chạy trên thị trường Hàn Quốc, made in Korea, gồm có 90 viên nhân với 2 hộp. Trong này là gồm có 2 lọ, mỗi lọ là có 90 viên. Viên bổ khớp Quang Đông Hàn Quốc, hàng chất lượng cao, hàm lượng cao gấp 2 lần các loại viên khác trên thị trường. Bổ khớp, bổ khung canxi Quang Đông Hàn Quốc, thành phần chính là chiết xuất từ glucosamine, chiếm tới 98%. Chiết xuất glucosamine từ con vẹm xanh, tảo biển, vỏ cây niễu, cá biển, tôm, cua biển, magie acid, hyaluronic, vitamin tổng hợp và vitamin D3. Có tác dụng rất là tốt trong việc hỗ trợ điều trị thoái hóa xương khớp, thoát vị đĩa đệm, đau nhức vai gáy, đau nhức cột sống, viêm khớp dạng thấp, viêm đa khớp, khô khớp, thiếu chất nhờn, đau nhức chân tay, bong gân chân, và cả hỗ trợ trong điều trị bệnh đau, đau nhức xương khớp do mang vác đồ nặng quá sức. Đó, đau lưng, mỏi gối. Đó. Bên em là Royal Plaza tại địa chỉ 264 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Hotline 0961 936 536 cũng là số Zalo của bên em luôn. Facebook Royal Plaza sức khỏe cho mọi nhà, YouTube Royal Plaza sức khỏe cho mọi nhà. Các cô, bác, anh, các chị có nhu cầu mua thuốc bổ khớp, sản phẩm bổ khớp hỗ trợ xương khớp của Hàn Quốc thì yên tâm, bởi vì bên em là hàng chính hãng 100% nhập khẩu từ Hàn Quốc trực tiếp. Đó. Em xin chân thành cảm ơn.